放 Holy Temple 生个 instrument 呢，都有鼓声的过来唱和，với những cái tay cầm handles là cái tay cầm giống như là một cái kéo a pair of scissors kéo được làm thành những cái kích cỡ khác nhau với những cái hai cái đầu có hình dáng khác nhau được dùng cho việc cầm nắm và kéo như vậy đó là gì? Forceps đúng rồi forcepsNow, a cervical instrument like a long thin spoon. Một cái dụng cụ phẫu thuật giống như là cái muỗng dài được dùng cho cái việc cạo cái bên trong của một cái cơ quan thì đó là Cubic. Cuvette. Cái gì đó? Đúng rồi, cuvette. A thin glass tube.You protect in a nice and sample of paper. Một cái ống bằng nhựa mỏng được dùng để lấy và đo lường cái mẫu nước chất lỏng thì đó là cái gì? Thì hẹp, đúng rồi. An instrument of tie maybe wrap around a limb to constrict an artery.So reducing the flow of blood is stopping it from the road. Một cái dụng cụ hoặc là một cái băng chặt, tie là chặt để mà bấu xung quanh một cái chi, chi là tay hoặc chân để làm chặt lại cái mạch máu hoặc mạch. Vì thế giảm đi cái lượng luồng máu và máu lưu thông và ngăn chặn chảy máu từ vết thương. Thì cái đó là.Cái đó là thứ cho đi về đúng rồi số ba a cervical instrument with a bent end used for holding structure apart in operation một cái dụng cụ phẫu thuật với một cái việc một cái đầu tấn công được dùng cho việc nắm giữ những cái cấu trúcra trong cái việc phẫu thuật thì cái đó là hook hook circuit a tip used to remove liquid from the body một cái ống được dùng để lấy chất lỏng từ cơ thể đó là gì drain drain d r a i n drain số 10An instrument placed between the teeth to stop the mouth from closing. Cái dụng cụ được đặt giữa hai hàm răng để cho ngăn cái việc miệng bị đóng lại. Thì đó là gag. Đúng rồi. A medical instrument made of a teeth with a blunder with either slide down.The teeth, coaxing the content out through a needle as an ingestion or slide of the teeth, allowing liquid to insert into it. Okay, cái ống bơm hả? Cái bơm. Cái bạn là cái gì? Syringe. Okay. A teeth passed into the body along one of the passages in the body. Cái ống passageinto the body, okay, được đưa vào cái cơ thể dọc theo các cái đường trong cơ thể thì gọi là gì? Catheter. Không thông là catheter. Catheter. A piece of cloth which is wrapped around a road or an injured limb. Một cái miếng vải, a piece of cloth là một cái miếng vải mà được cuộn.Xung quanh một cái vết thương hoặc là cái chi nó bị thương thì đó là bandage đúng rồi bandage a triangular bandage attached around the neck used to support an injured arm can prevent it from moving một cái miếng băng thường thường là hình tam giácDược gắn xung quanh cái cổ, được sử dụng để hỗ trợ cái cánh tay bị thương
và ngăn chặn nó để chuyển. Sleep. A folding bed with handles. And on which a major portion can be carried by two people. Một cái giường mà mình cuộn lại được, folding. À, có những cái tay cầm ở đó, cái người cũng luôn có thể cùng tham đi với hai người. Stretcher. 16. A stick support attached to a limb to prevent a broken bone from moving. Một cái stick là cái gậy, cái thanh, cái gậy hỗ trợ được gắn vào cái khi để ngăn chặn xương bị gãy từ cái việc dịch chuyển. Chúng ta gọi là splint, cái này là splint. Câu 17. 7-18. Two ear pieces magnetic to a teeth and metal piece near to listen to sound made inside the body. Hai cái tai nghe được gắn vào cái ống và cái đĩa tròn bằng kim loại được dùng để nghe âm thanh ở bên trong cơ thể. Và tai nghe stethoscope âm nghe. Và cuối cùng dụng cụ đo lường nhiệt độ là gì mình biết, thermometer. Thì thôi anh chị, chúng ta cố gắng sơ lại anh chị. Thì cho hết số 2, số 2 là scaffold, số 3 là prop, 4 là forceps, 5 là curet, đó là pipette, và là tourniquet, 8 là hook, 9 là ring, 10 là gag, 11 là syringe, 12 là catheter, 13 là bandage, 14 là splint, 15 là stretcher, 16 là splint, 17 là stethoscope và 18 là thermometer. Ok, được chưa? Rồi các chị hãy lau, tất cả các bạn tiếp tục cái phần cuối cùng nha.